có thấy mẹ cũng có tuổi, da dẻ bắt đầu xuống cấp rồi. Mà nhớ, loại này không hay giảm sâu nhãn khác đâu. Đi dùng thích lắm, với chất lượng tốt, uống vị nhỏ cũng ngon lắm ý. Mà thôi, hôm nào mẹ rảnh cứ lên đây, sạch quấy hộp về dùng là thích ngay. Siêu, cái này đúng chuẩn, anh dâu bà hàng xóm hay dùng rồi. Mẹ để ý thấy con bé dùng mấy tháng sau sinh, mà da dẻ trộm vía hồng hào đẹp lắm nhá. Học bài đi. Đây, thế là chuyện gì? Mọi người cũng bảo video rõ rồi. Alo. Đồ gì mà đồ? Bà đi không cất đồ cúng con mèo nó nét rồi đây này. Ừ, thì cũng là vì thằng... À, vì thằng chính ấy. Tại cô tự nhiên rủ mẹ lên. Thì sao? Thì sao?